Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TRD. Ngày hôm nay thì mình mang đến một dòng sản phẩm tầm trung của Dell, một thương hiệu laptop đến từ nước Mỹ các bạn ạ. Chiếc máy được trang bị cấu hình là Ryzen 5 RAM 8GB SSD 256GB, máy có màu trắng luôn các bạn ạ. Và mức giá bán tại thị trường thì hiện nay có giá sale đâu đó khoảng tầm sát 12 triệu. Thì đây là một trong những chiếc máy mà cực kỳ tốt sử dụng trong các việc là văn phòng và học công nghệ thông tin, cũng như các bạn học kế toán marketing ở mức đầu tư tương đối là rẻ. Bây giờ mời quý vị các bạn tham khảo qua video đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn, tên của máy đây, dòng Imperium tầm trung này các bạn này, model là 3515 này, màu black này, màn hình 15,6 inch HD, các bạn có thể nhìn rõ ở đây. Và với con chip Ryzen này các bạn thấy là 3450, đó, RAM 8GB SSD 256GB, Vega là AMD này. Đấy, các bạn nhìn thấy là Windows 11 bản quyền luôn nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để test thực tế hiệu năng máy ra sao. Đây là máy mới 100% nguyên thùng. Máy được sản xuất hoàn toàn mới năm 2021 nên sẽ được định sẵn bởi Windows 11. Đây là phần sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh này. Bên trong thì sẽ có cái sạc này. Chết coi vừa nãy anh này nói nhầm màu trắng, nhầm. Vâng, thưa các bạn, vỏ máy được làm hoàn toàn bằng nhựa các bạn ạ. Và trọng lượng tổng thể của máy là xấp xỉ 1,7 cân các bạn nhé. Thiết kế hoàn toàn mới này, logo đeo ở giữa như này. Và nó có một sơn một lớp sần ở bên trên, chống bám vân tay. Bản lề có dạng bo tròn để giấu cái phần tản nhiệt. Khá là hay. Phần bên tay phải của mình thì có cổng phone của mic với giao tiếp 3,5, đầu độc USB và thêm một đầu độc thẻ. Đằng trước thì các bạn thì thấy là nó sẽ hơi chếch một chút như này và không bố trí bất kỳ một cổng gì để các bạn mở máy nó đơn giản hơn. Ở bên này thì có cổng sạc, cổng HDMI và thêm hai cổng USB. Rất tiếc phiên bản này là không có USB Type-C. Ở bên dưới của máy này, việc bạn mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng bên trong nó cũng cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong máy để mình khám phá nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của phiên bản màu đen. Các bạn lưu ý thì hiện nay cửa hàng mình có cả phiên bản màu trắng nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ test cả phiên bản màu trắng và màu đen cho mọi người. Thực tế thì màu trắng và màu đen thì nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi, còn cấu hình và option thì hoàn toàn giống nhau nhé. Và hiện nay thì mình có cả phiên bản màn Full HD và màn hình HD để cho quý vị các bạn có thể lựa chọn. Bây giờ thì mình sẽ test trên phiên bản màu trắng để quý vị các bạn hình dung hơn về chiếc máy này. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng bên trong chiếc máy, xem khả năng nâng cấp được những gì thì mình chỉ luôn cho mọi người. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra dễ hơn cơm. Mình rất thích những chiếc máy Dell bởi vì đơn giản là cho phép nâng cấp. Các bạn sẽ nhìn thấy là nâng cấp được 2 slot cắm RAM lên 32GB này. Nếu các bạn dùng trong môi trường văn phòng hay các bạn dùng mà nhiều tab web ấy, thì cần rất là nhiều RAM. Một khe cắm để nâng cấp thêm ổ cứng này, cái này rất là hay này. Pin dung lượng của nó là 41Wh, thì pin cái này hơi nhỏ các bạn ạ, có lẽ thì duy trì trong khoảng 5-6 tiếng thôi. Bởi vì chúng ta sẽ có khe chở ổ cứng ở đây. Đây là hai cái loa này. Ổ cứng SD này, cái này chuẩn nó là 2240 thôi, còn cái phần này là phần lối thôi. Đây là wifi này, còn đây là cái bo rời bên ngoài này. CPU này, onboard trực tiếp trên bo mạch chủ của chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp này. Bo mạch của Dell thì bao giờ sản xuất màu xanh như này, họ làm rất là cẩn thận luôn. Chiếc máy này tóm tắt sẽ cho phép các bạn nâng cấp RAM và ổ cứng. Ở đây chúng ta sẽ có hai khe cắm ổ cứng để nâng cấp các bạn nhé. Đây là khe cắm ổ cứng 2,5 inch, đây là khe cắm ổ cứng SD PCIe tốc độ cao. Chúng ta có thể cắm đây lưu trữ, nếu mà ổ cứng cơ thì nó rẻ, hoặc là ổ cứng SD chuẩn 2,5 inch nó rẻ các bạn ạ. Chiếc máy này nâng cấp tối đa là 4TB cho ổ cứng lắp cho chiếc máy này. Còn đây là quạt tản nhiệt của nó, là chỉ có một quạt này. Bây giờ thì mình sẽ nắp vào để test thực tế cho hiệu năng của máy nó sử dụng ra sao nhé. Mời quý vị các bạn đón xem. Các bạn sẽ thấy là những cái mẫu máy được thiết kế năm 2020, năm 2021 thì bao giờ Dell sẽ làm cái viền màn hình mỏng như này. Và đây là màn hình Full HD IPS. Rất hiếm hoi những chiếc máy phân khúc là 15 triệu đồng mà được trang bị màn hình Full HD IPS bởi Dell bán máy rất là đắt. Đây là màn hình 15,6 inch. Bên trên có được trang bị camera hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và họp trực tuyến làm online. Camera thì nó với độ quay video nó là 720p và quay với khung hình là 30fps. Đây các bạn thấy này. Chiếc máy này thì có lẽ mình nhìn thấy thứ nhất là thiếu đi USB Type-C và thiếu đi bảo mật vân tay. Nó không có các bạn ạ. Và led phím thì trên phiên bản giá rẻ thì các bạn thấy là Dell cũng bớt đi luôn. Hơi đang buồn một tí. Chuột thì các bạn thấy là làm rất là to như này. To như này thì các bạn xê dùng nó cũng sẽ rất là sướng mà cảm ứng đa điểm.
Còn chất lượng phím của dòng này thì mình đánh giá ở mức là bình thường thôi, bởi vì cái khung này nó làm bằng nhựa, nó có cảm giác bấm thì nó hơi bập bùng, nhưng mà bấm thì vẫn rất là chính xác. Hành trình bàn phím cao lỗi như này thì các bạn nhập liệu bàn phím mà làm trong môi trường văn phòng bấm cũng rất là sướng. Với một bàn phím full size hỗ trợ các bạn làm kế toán là các thứ là rất là tiện khi chúng ta có một cái bàn phím full size như này. Con chuột trông như này thôi nhưng các bạn bấm trái phải bình thường nhá, bởi vì nó không có phím bấm, nhưng mà các bạn bấm trái phải độ lẩy cũng rất là tốt. Ban đầu mình cứ nghĩ là chiếc máy này nó chỉ được trang bị màn hình TN thôi, không ngờ là Dell đã nâng cấp cho một cái màn hình IPS rất là ngon. Máy được trang bị Bluetooth 5.0. Ấy chà, ổ cứng trong máy ngon phết của Samsung PM991 256GB này, xịn ghê. Máy được trang bị Vega là AMD Radeon Vega 8 nhá. Wi-Fi được sử dụng chuẩn Wi-Fi LAN AC của Zitech các bạn ạ. Và con chip này nó được trang bị là Ryzen 5 3500, nó sẽ tương tự như con chip 1035G1 trên dòng CPU thế hệ thứ 10 của Intel. Tại vì nhiều bạn cũng không biết là con chip Ryzen nó mạnh cỡ nào, tại vì chúng ta đã quen với dòng CPU Intel trên laptop. Chất lượng màn hình xem có ngon không nào. Nhiều bạn hỏi mình là chấm điểm màn hình ở đâu, thì đây là phần mềm Fluke các bạn nhá. Các bạn cài vào để biết là thông số kỹ thuật của màn hình chúng ta. Màn hình với tỷ lệ bao phủ màu lên đến 63% sRGB và 41% Adobe RGB, tương tự lên trên dòng màn hình trên dòng series 5 của Dell. Xem là loa hay không nào. Độ sáng của màn hình là 250 nit các bạn ạ. Màn hình có trắng chống lóa nên các bạn sẽ nhìn lâu và làm việc liên tục mà không bị mỏi mắt. Đấy, có quả màn hình IPS phát nhìn nó khác bọt ngay. Nó hơn hẳn màn hình TN bởi vì góc nhìn nó sẽ rộng hơn. Góc nhìn của màn hình IPS này, các bạn sẽ nhìn thấy 178 độ mà chúng ta nhìn hoàn toàn rõ nét trên màn hình. Đấy, các bạn xem phim nghe nhạc, tất cả cái phần này nó tụt xuống là chúng ta nhìn gần như là full hết viền, chiếm đến hơn 90%. Chất lượng âm thanh cũng khá ổn trong phòng 20m² của mình, nghe khá rõ. Âm bass tương đối tốt. Với màn hình Full HD IPS ở cái tỷ lệ bao phủ màu ở mức khá thì các bạn hoàn toàn có thể dùng thiết kế design độ sáng vừa phải, giúp các bạn làm cho công việc văn phòng dễ dàng hơn. Xem phim nghe nhạc giải trí chiếc máy này khá ok. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm Full Mac chuyên chấm điểm đồ họa cho nó. Ở đây thì tớ đang chấm điểm đồ họa của Vega rơi. Các bạn thấy là chiếc máy của chúng ta thì nó không làm tốt tác vụ 3D, bởi đơn giản chiếc máy này không phải dành cho các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp, mà nó chỉ dành cho các bạn làm văn phòng và đồ họa ở mức tầm trung thôi. Chính vì thế FPS về đồ họa 3D rất yếu, nó chỉ 6 thôi. Là các bạn có thể là giật tung người luôn. Còn chế độ 2D thì lại cực kỳ ngon lành. Đó. Thì chiếc máy này sử dụng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD, các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video là ok. Nhưng các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp về dựng hình hoặc là các bạn làm các công việc về kỹ thuật yêu cầu một chiếc máy hiệu năng cao thì chiếc máy này không phù hợp cho mọi người nhá. Và nhiệt độ của máy thì làm việc khá tốt, nó khoảng hơn 60 độ thôi về các tác vụ về đồ họa. Và quạt thì có thể nghe thấy khá rõ khi ở mức đồ họa nặng các bạn ạ. Mà cái như này cũng là êm rồi, vẫn có thể chấp nhận được. Các bạn ơi, các bạn thấy là điểm số của nó kéo lên đến cũng 510 CB. CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng thì nó hỗ trợ các bạn các xử lý các thuật toán về tính toán càng nhanh, đồ họa càng nhanh và chơi game càng sướng. Chúng ta có một CPU 4 lõi 8 luồng các bạn ạ. Và ở đây thì mình đang chấm cái điểm Vega, nó gọi là Vega 8. Thực tế thì nó sẽ tương tự như là UHD Grandfix 620 trên dòng CPU của Intel, để mọi người có thể hình dung về cái tác vụ về đồ họa chiếc máy này. Nhưng cứ nói luôn mọi người thì cái này nó chỉ có hỗ trợ thôi, nó hoàn toàn không khỏe. Đó, để các bạn hiểu hơn, bởi vì nãy các bạn thấy là chấm điểm FPS của nó rất là thấp. Thì cái này nó chỉ hỗ trợ với các thuật toán về hình ảnh mà chơi những tựa game tầm trung và xử lý các phần mềm đồ họa tầm trung thôi. Đấy, các bạn thấy là những hình ảnh đồ họa chạy mô phỏng nó giật, thì chứng tỏ là máy nó không khỏe. Lưu ý mọi người khi mua chiếc máy này xem có phù hợp với nhu cầu mọi người hay không, hãy mua mọi người nhá. Ồ, các bạn thấy này, FPS nó cũng rất là thấp, là 33,60 FPS. Đây, chúng ta sẽ giải trí chơi game tệ một tí nhá. Các bạn ơi, đây là tựa game Liên Minh thì mọi người đã biết rồi. Mình đang để ở chế độ cài đặt cao nhất. Với màn hình Full HD IPS thì hình ảnh hiển thị chúng ta chơi game nó rất là đẹp. Và loa của chúng mày cũng khá là to. Em mở to hết lên, chơi game để loa nhỏ hay loa gì. Mình cứ chơi game thì cứ phải mở loa to, nghe nó mới sướng, trải nghiệm game nó mới hay.
FPS các bạn có thể nhận thấy là từ 40 đến khoảng 60 FPS và nhiệt độ chơi game khoảng 59 độ C. Thực ra là cái cấu hình máy chúng ta thì nó chỉ ở mức bình thường, chính vì thế nó không thể chơi những tựa game nặng hay chuyên nghiệp được. Với những tựa game tầm trung như Liên Minh Huyền Thoại này, CS:GO này, Half-Life này, Đế Chế này, Đột Kích này, những tựa game 2D, web game các bạn chơi thoải mái chiếc máy này. Với chất lượng tản nhiệt của máy cũng khá là ok. Phải nói là CPU của dòng Ryzen nó tản nhiệt không quá nóng và rất nhiều máy thì mình thấy rất mát, và có thậm chí còn thấy mát hơn những dòng máy CPU chạy Intel. Anh em yên tâm với mức tản nhiệt này, cứ cài vào chơi thoải mái 4-5 tiếng một ngày không vấn đề gì, thoải mái chơi anh em nhé. Vâng, thưa các bạn, là mình đã trải nghiệm xong với chiếc Dell Inspiron 3515. Đây là chiếc máy tốt dành cho công việc văn phòng, đồ họa tầm trung và chơi những tựa game nhẹ nhàng. Các bạn dùng trong việc như là kinh doanh, kế toán, marketing đều phù hợp. Với chất lượng máy thiết kế của Dell thì các bạn sẽ thấy là cực kỳ ổn, và độ bền của những chiếc máy này thì không phải suy nghĩ bởi vì nó chứng minh trên toàn thế giới. Nhược điểm của máy là không có led phím và không có cổng USB Type-C. Còn đâu, chiếc máy dùng hoàn toàn ngon lành. Ưu điểm là có màn hình Full HD IPS và chất lượng loa rất tốt, nên các bạn có thể làm việc liên tục lâu mà không sợ mỏi mắt. Con này phải nói là ngon nhất trong phân khúc dưới 15 triệu đồng để quý vị các bạn có thể đầu tư. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Dell Inspiron 3515 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách đăng ký kênh. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm mới nhất tại shop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.